Chào tất cả các bạn thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày chủ nhật nha, ngày 28 tháng 4. Nói chung là bên em thì lễ Tết nha, vẫn hàng vẫn ship được bình thường nha. Nói chung là bên Việt Post thì vẫn làm bình thường nên em vẫn bán hàng và ship hàng bình thường nha. Thì video hôm nay thì cuối tuần trong cũng ngày lễ rồi, thì lên cho mình một số máy và cần như này, hàng về một số cần đẹp nha. Những dòng như là ISO thì có khoang lớn, khoang nhỏ, cứng 3, cứng 4, cứng 5, FT đai qua gì có nha. Thì bao lớp này, cần lục thì dài từ là 39, 4m25 đều có nha này. Đây, này FT này, Olympic hai da. Những dòng số leader nha, Nissin này, lục Nissin nha, có khoang trắng này. Tay trợ máy nó có một con 5m4 của đai qua đẹp như này, con này mới tinh luôn, rất đẹp nha. Lua thì những dòng như là lua máy đứng này, đây có Masograph nha này. Đây có một con cần Cozit của biển của dòng Pass nha, cây dừa này. Đây có một cặp của Zetco nha này. Cái này thì có cần một khúc này, cô bè này. Đây có hai con, còn rẻ một con Zetco này thì cắm gốc, máy ngang, con máy đứng. Đây những con như là con của đội điện Nhật nha này, một con máy đứng, con máy ngang này, một khúc nha. Và một số 2-3 khúc thu gom lăn xe. Thì bên em vẫn ship hoàn được bình thường nha, và nhận hàng đủ kiểm hết. Ở trong ngoài thì bên em ship chắc tầm qua lễ nó giao thôi. Rồi sẽ lên cho mình hai con máy trước như này. Máy thì bạn số 1, một con máy cho mình câu lua này, câu bè như này. Máy rất là đẹp. Con này của dòng Shimano Utega như này. Đây, Utega nha. Con này thì size con máy là size 2500S. Con này thì PE của máy này 0.6 vô được 200m nha, 0.8 150. Số 1 được 101m. Con này thì nó có cước sẵn như này. Đây, cái này là cước sẵn từ bên máy về luôn nha. Thì em sẽ để về luôn. Anh em thích thì về mình thay cũng được. Cước này tôi đo cho mình tầm khoảng vào số 2 á. Lưỡi gà vì lô cước gì ok nha. Máy thì cực ngon rồi. Hàng của mình là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Đây máy đẹp nha. Con này mới chắc tầm khoảng gần 4 như này, gần 4 đồng á. Thì em để cho mình giá tốt rồi. Đội tay trái phải được nha, có ABS luôn. Đây một chiều này. Những cái con này khỏi bàn nha. Rồi có để cho mình giá là 1.8 triệu ạ. Đó, 1.800.000 nha. Mấy con này thì mua cửa hàng á, thì cửa hàng bên Nhật tụi em thì mua sang cửa hàng hết. Thì nó báo là hầu như chưa sử dụng qua luôn nha. Đó. 1.8 triệu ạ. Máy mã số 2 thì con máy này là con máy của Si luôn. Cái con này thì size lớn, con này máy cối nông như này, mua bên sống. Cái con này thì thích hợp cho anh em mình á, đi cầu lục nha, cầu lục hoặc cầu biển thôi. Cái con này thì của dòng là Shimano dòng Power Aero như này, 23. Đây 23 nha. Con này thông số cước này. Cước số 2 300m, cước số 3 200m, cước số 4 150. PE thì số 2 là 200m, số 3 thì 150m nha. Nói chung cước thì nó vào nhiều hơn. Con này thì bản của mình là bản Japan nội địa Nhật. Đó, Japan nội địa Nhật nha. Con này thì tình trạng của máy thì sẽ có xước sơn ở ngoài và chạy cho mình là 6 bơm ri. Đó, 6 vòng bi nha. Tổng thể thế này. Trong cối kiếc thì lưỡi gà ok này. Máy động tốt này, còn lần cước còn mới. Thế con này thì anh em mình đổi tay trái phải được hết nha. ABS đầy đủ này. Đó, một chiều này. Bao mượt nha. Con này thì câu biển khỏi bàn rồi. Thế con thì để cho mình giá là 1.8 triệu như này. Đây, 1.800.000 nha. Tổng thể thế này. Cần thì sẽ có 26 mẫu cần, thì mã số 1 một con cần ISO như này. Con này thì ISO khoen nhỏ nha, carbon. Dài 4m5, độ cứng 3. Cứng 3 này thì mình xả tay ra cho mình tầm khoảng 95H. Con này bản Korea xuất Nhật nha, đi kèm 5 lóng. Đây, T-Power. Thì khoen pad mình là khoen pad Fuji hết rồi nha. Đây, khoen pad Fuji xứ xám. Cứng 3, con này ngọn của mình thì đo được là ngọn 1.4 ly. Sẽ có 1-2 khoen chạy đây. Bên đây vẫn hỗ trợ xả cần tay như này. Đây, mấy con này vẫn hỗ trợ xả cần tay cho mình hết nha. Đây, tập thể thế này. Lắm lít thì ok này, hầu như không có xây xước gì lắm nha. Đó, đẹp cho mình ạ. Rồi khoen pad Fuji, phụ kiện thì sẽ có nắp chụp như này. Đây, nắp chụp của Fuji kèm cho mình. Đó. Cân nặng của mình thì cân được là 210g, mã số 1, giá 600 như này. Đây, con này giá 600.000 ạ. Xả tay trên 5H nha. Mã số 2, một con cần ISO khoen nhỏ. Con này của Daiko. Daiko thì nội địa Nhật Japan 100% rồi. Đây, made in Japan. Dài là 5m3, độ cứng 1 nè. Con này cần carbon và dàn khoen của mình là dàn khoen full xích này. Đó, dàn khoen full xích rất nhanh. Đó, khoen xích nha. Độ cứng 1 thì thích hợp mình câu cảm giác thôi. Ngọn 0.8 ly. Sẽ có 1, 2, này, 3 khoen chạy như này. Thích hợp cho mình câu cá tráp, cá hanh, câu cảm giác thôi. Cứng 1 thì rơi cho mình tầm khoảng vào 3H cần tay. Đó, cần tay 3H như này. Cần thì Daiko thì carbon xoắn vân như thế này thôi nha. Nó không có hai da. Đó, tổng thể thế này. Tất cả dàn khoen của con này đều dàn khoen full xích. Nội địa Nhật cho em. Đây, made in Japan. Phụ kiện của mình thì sẽ có nắp chụp kèm nha. Đây, nắp chụp của Fuji. Nắp chụp cứng ạ. Rồi Daiko 5m3 độ cứng 1. Con này thì cân nặng cho mình được là 170g. Mã số 2 như này. Giá 1.2 triệu. Đây, con này giá là 1.200.000. Ok hết nha. Trong mấy cái mẫu cần ở đây á, anh em muốn thắc mắc con nào thì inbox Zalo. Em chụp hình từng mẫu cần, em gửi về tham khảo kỹ hơn. Mã số 3, một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì của NFT. Đây, thương hiệu NFT này.
NFT coin này thì sản xuất tại Nhật, Japan, dài 5m4, độ cứng 3, cứng 3 xã tay trên 5H này, bản Japan nội địa như này. Con này thì phôi carbon xoắn hai da này, dạng phen Fuji xứ xám. Độ cứng 3 thì ngọn cần đo được là ngọn 1.5 ly, sẽ có 1, 2 khuyên chạy như này. Cái dòng này thì trừ cái lóng ngọn của lóng thứ hai này. Đó, đây là carbon xoắn vân thôi nha. Còn mấy cái lóng còn lại của mình đây đều là hai da. Cái con này thì mình hạ cần tay xuống, mình lấy cách chép trôi thoải mái như này. Đó, trên 5H nha. Đó, trên 5H. Đó, phôi rất là dày, đánh ok như này. Trường thì còn đẹp sáng rồi. Bát là bách vạn Fuji liền thân, cân nặng của mình là 260g, mã số 3, giá 1.200.000 nha. Đây, 1.200.000 ạ. Tiếp theo mã số 4. Số 4 thì đây có một con này FT luôn. Đây, con này FT này cũng là dòng Hi Power Love như này, à, dòng Power Love nha. Con này thì dài là 6m3, độ cứng 1, thế là mình câu cảm giác này, câu cá tráp cái hành thôi. Con này bản nội địa Nhật Japan như này. Đây, Japan nội địa Nhật nha. Thì tất cả những con ISO bên em đều có kèm nắp chụp hết, và phôi con này là cũng hai da này, carbon xoắn này. Con này thì độ cứng 1 thì ngọn nhỏ, tầm khoảng 0.8 ly, ngọn đặc nha này. Đây, ngọn đặc, ngọn tháp nha, ngọn long phụng cho mình. Ngọn con này thì chỉ có hai khuyên chạy thôi. Con này thì trừ cái lóng ngọn này và lóng thứ hai. Mấy cái con thì giống nhau. Và mấy cái lóng còn lại đều là hai da hết đó. Đó, hai da nha. Cái dòng Hi Power Love á, đây con này Hi Power Love này mới màu xanh này. Còn mấy con này là carbon xoắn màu đen này. Cái dòng này FT thì anh em biết rồi. Con này thì cứng một cảm giác thôi nha, không cứng lắm. Và cần phôi phiết đẹp sáng cái này. Và tất cả dàn khoen con này thì đều là dàn khoen full sheet nha. Đó, dàn khoen cái này là dàn khoen full sheet hết. Thì phụ kiện thì bên em sẽ kèm nắp chụp Fuji hết nha. Con này thì nắp chụp Fuji. Nắp chụp Fuji đen này. Cân nặng của mình được là 250g thôi, tương đối nhẹ nha. Mã số 4, giá con này là giá 1.300.000. Đây, 1.300.000 nha. Rồi số 5. Số 5 thì con ISO khoen lớn của đây qua. Cái con này mà anh em về mà dạng như mình em ở ngoài miền Trung á, mình đánh mà kiểu mình đánh bằng bát á, mình tháo lóng gốc ra thì nó còn tầm khoảng 4m5 á nha. Đánh rất là ngon nha, câu bát bằng lóc cá lóc á. Con này đây qua 5m4, độ cứng 3, phôi hai da như này. Con này bản Japan nội địa Nhật. Cái phôi của nó như này, anh em nhìn cái phôi của nó này, và dạng pen full sheet nha. Phôi như cái thép hòa phát cho mình luôn này, cực đẹp nha. 5m4 độ cứng 3, con này khoen pass là khoen pass full sheet hết nha. Ngọn cần là 1.5 ly, sẽ có 1, 2, 3 nha. Và khuyên chạy cho mình. Con này thì trừ cái lóng ngọn thôi. Còn tất cả mấy lóng còn lại á đều là hai giá như này. Đều hai giá nha. Con này đẹp. Đó, đẹp sáng ok này. Con này dạng khoen full sheet cứng 3. Trong cứng 3 tầm khoảng 5H, cứng 4 thì nó rơi cho mình tầm khoảng 6H như này. Đây. Cái chỗ này thì nó sẽ quấn bằng keo nha. Cái này thì mình thích thì mình tháo thôi. Quấn để vậy cho không ảnh hưởng gì ạ. Còn lại thì ok như này. Lóng liếc sáng hết. Dàn khoen con này là dàn khoen full sheet, độ dài là 5m4, độ cứng 3, cân nặng của mình là 350g. Mã số 5 như này. Giá 1.800.000 ạ. Này, 1.800.000 nha. Trong tụi em là hàng bên này á thì đa số là hàng mua cửa hàng hết. Rồi đây có con một con ISO khoen lớn luôn. Cái con này thì mã số 6 của dòng NFT này. Đây, NFT nha. Con này thì NFT dòng Arenot. Dài 5m2, độ cứng 4. Con này thì bát là bát vặn này, Fuji liền thân. Và dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet luôn. Đó, dàn khoen full sheet này. Độ cứng 4 tầm khoảng 6H cần tay. Cái con này ngọn mình là 1.6 ly, độ bu sheet chống xoắn này. Ngọn sẽ có là 1, 2, 3 khoen chạy đây. Con này thì vẫn như mấy con kia như này. Mấy con kia là cái ngọn carbon xoắn vân. Còn mấy cái lóng còn lại của cần này, carbon xoắn hay da nha. Đó, carbon xoắn này. Và trong tình trạng của cần thì nó sẽ có định vị lên lóng để bị khoen hết. Và sẽ có xước như này. Đây, có xước sơn dăm ngoài thôi. Trong cái này thì không ảnh hưởng chất lượng cần cho mình nha. Đó, có sức giam sơ thôi. Tổng thể thế này. Dàn khoen con này là dàn khoen full sheet nha. Đây, khoen lớn. Dài là 5m2, độ cứng 4, Arenot NFT. Cân nặng của cần là 350g. Mã số 6. Giá 1.600.000 ạ. Đây, 1.600.000 nha này. Bản nội địa Nhật, Japan. Rồi tiếp theo số 7 này. Số 7 một con này FT luôn. Cái con này thì đẹp nha. Cái con này là của dòng Hi Power Love nha. Đây, Hi Power Love này là cái phôi carbon xoắn hai da màu xanh. Đó, còn rất đẹp nha. Dài 5m3, độ cứng 4. Con này thì hàng có mình là Singapore nha. Đây, Singapore xuất thị trường Nhật này, có mã code này, tem vàng. Thì bát con này là bát vặn rồi. Đây, bát vặn liền thân của mình, dòng này FT. Dạng khoen Fuji, đây loại xin đất xám. Con này độ cứng 4, tầm khoảng 6-7H cần tay, ngọn 1.6 ly. Ngọn con này thì sẽ có 3 khuyên chạy như này. Đó, 1, 2, 3 khuyên chạy nha. Cái lóng 1 và lóng 2 của mình là carbon xoắn vân này, toàn thân. Còn mấy cái lóng còn lại là carbon xoắn hai da này. MFT nha. Dòng này FT, dòng Hyperlop này rất đẹp. Đẹp này. Còn này hàng về em chưa có vệ sinh thôi. Đó, chưa có lau chùi thôi. Cái lóng ở trong thì đẹp này, còn cái lóng ngoài á
thì nó dính sơn sơn như này, nó dính dơ bụi này. Ok nhé, 50 thì xoay bằng inox chưa có vệ sinh nha. Rồi 5m3 độ cứng 4, cân nặng của cần là 320g, mã số 7, 1.600.000 như này. Con này được giá 1.600.000. Khi bao lớp nha, cần rất đẹp ạ. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cần lục của dòng Ryobi như này. Đây, Ryobi dòng Superline nha. SS2 dài là 4m25, độ cứng 27. 27 rơi cho mình tầm khoảng DX, đánh đầu cần gần bờ. Cái con này thì hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây, có tem vàng như này. Đây, tổng thể thế này. Bát Fuji Stylus LS7, dàn khoen của mình đều là dàn khoen full xích hết nha. Đây, khoen full xích. Con này ngọn của cần thì đo được cho mình sát trên này là ngọn 2.7 ly. Độ bu xích chống xoắn ngọn sẽ có 1. Đây, 2 khoen chạy nè. 1, 2 khoen chạy nè. Đây, tổng thể thế này đi kèm 4 lóng nha. Đó, đi kèm 4 lóng cho mình. Con này sẽ đẹp nha, 4m25. Đây, có đóng semi chống độ đầy đủ này. Thì bên em vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Đây, hỗ trợ hạ pad miễn phí, còn để cho mình giá rẻ thôi. Pad zin theo cần nha. Cân nặng là 430g, mã số 8, giá 1.400.000 như này. Đây, 1.400.000. 425-27, khoen xích nha, của dòng Ryobi. Tiếp theo thì sẽ có một con cần lục đánh đầu cần gần bờ. Con này thì của Daiwa như này. Daiwa mã số 9 của dòng Superpower. Dài 4m2, độ cứng 25, rơi cho mình tầm khoảng EX nha. Con này bản Korea xuất thị trường Nhật này, có mã có tem vàng đây. Pad con này là pad Fuji F7, Daiwa dàn khoen Fuji nha. Đây, loại xịt đất xám. Con này ngọn của mình thì đo được cho mình là sát trên này á, là ngọn 2.5 ly, sẽ có 1, 2 phên chạy nha. Đó, lóng lý còn rất là sáng này. Mấy con đánh đầu cần gần bờ như này. Đó, đánh đầu cần gần bờ thôi. Đánh bạc bãi bạc biển được. Con này cũng đẹp nha. Đây qua, còn rất là đẹp. Đó, lóng lý sáng ok hết. Rồi khoen pad Fuji 4m25, à 4m2, cứng 25, Superpower. Cân nặng là 350g, mã số 9, giá 1 triệu như này. Đây, con này giá 1 triệu nha. Đây, của đây qua, Superpower. Số 10 thì sẽ có một con cần lục của dòng Olympic này. Con này Super Way, dài 39 nha. Con này thì nguyên bản không hao hụt này, Olympic mà con này cứng nha. Con này cứng hát thì nó rơi cho mình tầm khoảng 27 như này. Tầm khoảng 27 và cái phôi con này rất là đẹp. Đây, phôi carbon xoắn hai da này, dạng bảy cá vảy rồng cho mình đây. Con này cái ngọn của mình thì ngọn lớn, ngọn tầm khoảng 2.7 ly, nước sơn màu trắng sẽ có 1, 2 khuyên chạy nha. Đây. Trên nước sơn màu trắng còn dưới là carbon xoắn vân. Còn mấy cái lóng còn lại là hai da rồi. Đó, cái bờ xoắn hai da như này. Vậy cá này. Con này thì nó cứng tầm khoảng 27 DX, đánh đầu cường và gần bờ thôi. Đây, tập thể thế này. Lóng đẹp nha, Olympic. Con này thì hàng của mình là nội địa Nhật nha. Đây, nội địa Nhật Japan theo cần. Thì phụ kiện sẽ có nắp chụp nha. Mấy con này thì có nắp chụp kèm hết này. Đó, tập thể thế này. Japan nha, tem vàng đầy đủ này. Superway 3m9 cứng tầm khoảng 27, cân nặng con này là 360g, mã số 10. Giá là giá 1 triệu như này. Đây, giá cần là giá 1 triệu nha. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền ạ. Mã số 11. 11 thì ở đây có một con cần lục của dòng MFT như này. Đây, NFT, dòng Power Love Acid nha. Dài 4m này, cứng 20. Cứng 20 thì nó rơi cho mình tầm khoảng Epic thôi. Đánh đầu cần gần bờ, Acid. Con này thì phôi hai da và dàn khoen con này là dàn khoen Fuji rồi. Fuji đen, loại xịt đá xám. Ngọn của mình là ngọn 2 ly nha. Đây, cần bằng hai da này ngọn sẽ có 1, 2 khuyên chạy đây. Một và hai phiên chạy như này, tổng thể thế này. Con này đi kèm là 4 lóng nhé. Đây, đi kèm 4 lóng. Tổng thể thì rất đẹp nha. Đây, lóng lý còn sáng ok này. Đây, có đóng semi chống nổ đầy đủ cho mình. Đó, đánh đầu cần gần bờ nha. Vẫn hỗ trợ hạ pad đầy đủ ạ. Đây, nữ đẹp nha. Pad Fuji chữ vàng. Cân nặng con này chỉ có là 360g thôi. Mã số 11 nha. 4m20, cứng 20. Giá 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu cho mình ạ. Bản nội địa Nhật này, Japan. Rồi đây sẽ có một con cần lục, cái con này là của Nissin này. Đây, cần lục của Nissin nha. Nissin nội địa này, Nissin này. Con này thì có dòng Pro Square Best Soup, dài 4m5. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 25 đến 27 như này. Đây, tầm 25 đến 27. Bản nội địa Nhật Japan. Nissin thì 100% Japan rồi. Pad Fuji F7 này, dạng khoen con này là Fuji. Đây, loại xí đá xám như này. Fuji xí xám. Ngọn của mình thì đo được là ngọn 2.3 ly, sẽ có 1 và 2 khuyên chạy nha. Con này 4m5 thì cần sẽ kèm cho mình là 5 lóng này. Đó, 5 lóng nha. Đó, Nissin. Lóng lý thì còn sáng ok này. Đẹp nha. Nó có xước thì dạng xước châm sơ thôi. Đây. Có dạng có xước châm sơ cho mình thôi này. Nissin như này, 4m5. Cái lóng sắt gốc thì nó có xước sơn thôi, còn mấy lóng còn lại thì ok hết. Thì con để cho mình giá rẻ thôi. 4m5, cân nặng của mình là 400g, mã số 12, giá 1 triệu như này.
Đây con này giá là 1 triệu cho mình nha. Nissin ạ, 4.5 cần lục nha. Và tiếp theo đây sẽ có một con cần lục. Cái con này bị mất đích cho này. Con này của dòng Shimano, dòng Sub-Lader này. Đây, Shimano Sub-Lader FV, dài 4m05, độ cứng là DST nha. Con này bản Indo xuất thị trường Nhật này, có mã code này, tem vàng đây. Con này pad của mình là pad Fuji Stylus, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji rồi. Đây loại xi đá xám, phụ kiện sẽ có nắp chụp kèm nha. Con này cứng DS, bên em hỗ trợ hạ pad ngọn 2.7 ly. Con này thì có định vị nha. Cái dòng Slider này có định vị này, ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy có định vị này. Con này còn đẹp nha. Đó, đẹp sáng hết này. Ok nha. Đó, đẹp sáng này. Con này nó mất cái bit thôi. Biết vì sao nó mất cái bit. Ổn nha. Đó, còn ok hết. Thì cái này thì anh em chỉ về mình kiếm cái bit khác á, mình gắn vào thôi, tại vì cái này có khoen thì nó không có tụt được nha. Con này thì cân nặng của mình được á là 400 g, mã số 13, giá 1.900.000 nha này. Đây con này giá là 1.900.000 ạ. Rồi tiếp theo đây sẽ có một con cần lục, con này của Shimano dòng Slider. Cái con này thì khoen trắng rất đẹp này. Con này thì nó sẽ có phụ kiện là một cái nắp chụp zin. Con này thì nó hàng cao cấp hơn, nên là bên Nhật nó về thì nó sẽ có một cái bao vải và một cái nắp chụp zin theo cần nha. Đây Slider này, khoen trắng ngọc trai, còn rất đẹp nha. Con này thông số cần là dài 4m05, độ cứng là DST. Con này thì bản Indo xuất Nhật này, có mã code và tem đầy đủ rồi. Đây tình trạng thế này. Pad Fuji Stylus nha, LS7 pad trắng và dàn khoen của mình là khoen trắng luôn. Đây khoen ngọc trai vậy nè. Có đây độ cứng của mình là DS27, ngọn con này là 2.3 ly. Định vị đầy đủ nha, sẽ có một này. Hai khoen chạy nha, có định vị hết. Còn đi kèm là 4 lóng nha. Đây, đẹp như này. Còn đánh đầu cần gần bờ thì khỏi bàn rồi. Mà trên Slider thì nó có nhiều loại như này. Cái bạn ngọc trai trắng này á thì nó mắc gần gấp đôi mấy con bình thường cho mình rồi. Mấy con khoen thường nha. Cần rất đẹp. Cân nặng của con này thì chỉ có là 360 g thôi, mã số 14 như này. Giá 3.500.000 nha. Đây, 3.500.000 ạ. Ở đây sẽ có một con cần à. Đây, lắp cái nắp chụp lại như này. Nó khỏi thật là. Đây có một con cần tay nè. Tiếp theo thì con cần tay chợ máy của Daiwa nha. Con này cực đẹp như này, mới tinh luôn. Đây. Con cần tay chợ máy của Daiwa. Con này thì nó sẽ có một cái bao vải này. Và sẽ có một cái nắp chụp như này, nắp chụp kèm thế này. Con này là cần tay chợ máy của Daiwa, carbon quicker, dài 5m4, độ cứng 2 nha. Con này mới quick nha. Tháo cho mình xem này. Nắp chụp đầy đủ nha. Con này cứng tầm khoảng 4H tính theo cần tay. Anh em lấy con này về á, mình xả xuống, mình làm cần tay vẫn được nha. Đó, cần đi kèm là 6 lóng nha. 6 lóng mà cái con này thì nó trừ cái lóng ngọn thôi. Mình nhìn kỹ nè. Nó chỉ có trừ cái lóng ngọn ra thôi, còn mấy cái lóng còn lại của cần á đều là carbon xoắn hai da nha. Đó. Đẹp như này, mới cứng luôn. Đó, anh em nhìn kỹ này. Rất đẹp nha. Con này tầm khoảng 4H cần tay nha. Rồi mình xem mấy ngọn này. Thì mấy con cần tay chợ máy á thì đều là ngọn của mình là ngọn đặc hết rồi, ngọn tầm khoảng 0.6 ly thôi. Đó, 0.6 ly. Ngọn đặc còn tháp nha, long phụng. Tại chỗ là chỗ tháp này. Dưới là carbon rỗng nha, còn trên là carbon đặc. Đó, ngọn đặc cho mình. Đây nhìn phôi này. Phôi quá trời luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn này. Tuyệt vời luôn. Đây qua. Con này bản Japan nội địa Nhật ạ. Phôi phết thì không dày nha. Con này thì mình chép trôi đánh được cho mình. Nói chung là cũng dạng bản cứng đều. Cân nặng là 198 g, mã số 15. Giá 1.500.000 này. Đây, 1.500.000. Mới tinh nha. Con này hầu như là rất là mới. Nên mình kỹ, hầu như nó chưa câu luôn á. Nhìn cái pad là biết này. Pad của nó chưa xước xiết gì luôn. Đó, 1.500.000 nha. Tiếp theo sẽ có một số cần lô. Ở đây thì sẽ có một con cần lô máy đứng này. Con này máy đứng cho này mình chơi dạng câu vừa nha. Của lắp lô chẽm đây. Cần lô máy đứng hai khúc carbon dài 1.8 này. Con này bản Korea xuất Nhật, độ cứng tầm khoảng ML như này. Đây SN M nha, ML. Thông số tải mồi từ 5 đến 21 gram, tải cá là 20 lẻ bao, cá tầm khoảng 9 cái cá được nha này. Thì dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, đây loại xi đá đen, ngọn của mình là 1.7 ly này. Đây, phôi carbon như này. Tình trạng rất đẹp, tay cầm mình cắn mút, bắt vặn Fuji DPS này. Đó, 1.8 nha. Cân nặng chỉ có 100 gram thôi, mã số 16, giá 500 ngàn. Có đây thì mình đi câu mực, mình câu bè, mình lưu lóc, lưu chẽm được nha. Cần còn đẹp, ok hết. 500 thôi. Đây thì một con cần lô của dòng Mazocraft này. Con này cần mới tinh chưa xài qua. Cái phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải như này. Của dòng Mazocraft Sofara kèm này. Con này là dạng cần lô mực lô lóc nha. Đây. Cần lô hai khúc máy đứng của dòng Sofara. Độ dài con này là 7.6 ft. Là 2.28 ft. Cứng N-M. N-M mà con này dạng là cần lô mực nha. Tải mồi từ 0.5 đến 7 gram thôi. Tải cá là 6 lờ bao. Cái con mực thì chắc tầm khoảng vào 2 kg mấy độ lại thôi nha. Nó làm gì to được. Đó. Cần mới tinh như này. Đó, cần lô mực nha. Mazocraft, con này bản China xuất Nhật này. Cần rất đẹp nha. Dàn khoen Fuji.
đó, Fuji hết nha, ngọn 1 ly. Con này thì tính theo cần, mà cần lưu á, cần lưu anh em mình lưu lắc lưu chẽm á thì nó cứng tầm khoảng vào UL thôi. Còn con này là cần lưu mực nè, lưu mực nó sẽ cứng tầm khoảng M. Cân nặng chỉ có 100g, mã số 17, giá 1.200.000. Đây 1.200.000 nha. Cần mới tinh luôn. Sẽ có bao vải kèm. Mã số 18 này. 18 thì có một con cần zip này. Đây con này cần cần zip nha, cắm gốc máy đứng. Con này cứng như này. Con này nó cứng chắc tầm khoảng XH cho mình á. Con này thông số cần như sau này. Con này thì nó không ghi thông, nó ghi thông số mà nó không ghi cái thông số tải mồi nha. Con này của dòng Pat, cây dừa nha, là thương hiệu này của Mỹ. Dài là 8 feet, là 2m4, 30 lề bao như này. 30 lề bao là dạng cứng bộ lực rồi. Con này tải mồi mát tầm khoảng trên 200g này. Pat là Pat bạn này, Fuji chữ vàng, dạng khoen full xích, khoen bướm nha này. Khoen đề ba có cần là khoen 40 nha. Đây, khoen 40. Con này cứng nha. Con này nó cứng tầm khoảng với XH cho mình á. Con này ngọn của mình là ngọn gần 3 ly luôn. Đo sát được 2.9 3 ly nha này. Đó, tầm khoảng gần 3 ly. 2.9 ly cho mình. Con này thì cứng bộ lực, anh em mình zip popping đều được nha. Con này thì 2m4 dạng cứng. Cân nặng của mình được á là 370g, mã số 18, giá 2 triệu nha. Đây con này giá là giá 2 triệu cho mình ạ. Đó, dòng Pat nha, cây dừa. Rồi đây sẽ có một cặp một khúc. Đây có một con cần rẻ trước này. Cái con này là cần mã số 19. Con cần một khúc như này. Đây một khúc ngọt đặc nha. Con này thì dài là 4 feet này. Là 1m2 của dòng Tutkin Monkey này. Con này thì khoen các bạn khoen lợi xứ nha. Ngọt đặc. Con này thì ngọn nhỏ tầm khoảng 0.8 đi thôi. Con này thiết lập cho mình câu cá nâu, cá gì à, câu bè nha, mà cảm giác á. Đó. Con này thì mới chưa xài qua, tay cầm của mình thì bằng cán gỗ. Nó còn nguyên cái siêu này chưa bóc này. 1m2, cân nặng 85g, mã số 19, 300.000 nha. Đây, 300.000 cho mình ạ. Rồi, mã số 20 này, 20 con rất cồ này. Con rất cồ một khúc luôn. Con này cũng là mới chưa xài như này. Đây rất cồ nha. Đây rất cồ này. Con này thì độ dài của cần là 1m1. Đây 1m4 này, con này bản Japan nội địa cho mình. Rất cồ 100%. Dạng khoen loại xứ xích luôn. 1m1 thôi. Ngọn của mình là cũng ngọn nhỏ, 1 ly. Nó cũng dạng mềm cảm giác thôi. Đó, một khúc nha. Khúc thương hiệu rất cồ cho mình ạ. Đây, đẹp như này. Con này thì ngọn carbon nha, không phải là ngọn này đặt cho mình. Con này nặng là 100g, mã số 20, 600.000. Đây, 600 như này. Của rất cồ. Đây, rất cồ có một con đó này. Con này con máy ngang này, cho mình lua cá lóc, cá chẽm như này. Cái rất cồ này thương hiệu thì anh em biết rồi. Cực kỳ ngon nha, nội địa Nhật hết. Đây rất cồ nha. Cái đầu giống cho sói á, anh biết rồi. Carbon rod này. Đây. Cái con này thì cần cắm gốc của rất cồ thông số như sau, 6.6 là 1m98 cứng M. M thì cũng dạng cứng rồi, máy ngang nha. Con này tải mồi từ 7 đến 21g, tại cá mắt là 16 là bao, tầm khoảng 8 cái cá. Con này thì mình lùi nhớ hơi như thật được này. Phôi carbon xoắn này. Dạng khoen full xích nha, ba chân này. Đó. Cắm gốc nha. Con này cắm gốc thì ngọn là sẽ dài cái gốc. Cái ngọn của mình thì sát trên này á là ngọn 1.6 ly. Con này thì thích hợp cho anh em mình lưu lóc lưu chẽm được như này. Đây, lưu lóc lưu chẽm được nha. Tổng thể thế này. Rất cổ nha, 1m98, hàng Japan. Cân nặng của cần được là 127g, mã số 21, giá 900 nha. Đây con này giá 900.000 ạ. Cứng M thì cũng dạng cứng rồi. Đó. Mã số 22 này, 22 thì một con cần một khúc máy đứng. Con này giá rẻ thôi. Con này khoe bất thường như này. Con cần máy đứng một khúc, con này thì dài là 1m5, độ cứng 50. 50 thì đó cho mình tầm khoảng M đến ML thôi. Con này của dòng là Pro Manai. Con này dạng khoen cái mình là khoen loại sứ cho này. Đây một khúc nha. Cứng 50. Đây con ngọn của mình thì xác là ngọn 1.5 ly. Thì con này cái độ cứng của nó thì 50 thì đó cho mình tầm khoảng M nha. M. Đó, M cho mình này. Tổng thể này cho mình câu bè, câu ngâm. Tay cầm cán mút carbon nha. Cân nặng chỉ có 150g, mã số 22, giá 500.000 ạ. 500 như này. Này con một khúc này, cái con này đẹp này. Con này thì nội địa Nhật này, Japan. Cái con này thì nó sẽ like máy ngang như này. Đây, sẽ máy ngang cái cò của nó rất là nhỏ nha. Đây, cái cò rất là nhỏ. Cái con này cái thương hiệu của mình là dòng à. Đây, cái dòng cái này là dòng à. Enix như này. Đây, dòng à, Aegis này. Của dòng à, Sipao này. Cái thông số này thì khác nha. Đây, có mấy nội địa cho mình đây. Cái cần này là cần một khúc máy ngang. Thông số là 6 feet, 1.8, được cái L như này. L, con nội địa Nhật này. Made in Japan này. Con này thì à, thông số tại mồi mắt là 1/4 OZ. Con này tải cá tầm khoảng 10 kg, 10 là bao thôi nha, tầm khoảng 5 kg thôi. L thì nó sẽ dạng mềm cảm giác. Đây, của dòng Enix này. Anh ghi nha. Gì đây, tôi ăn không rồng lắm. Đó, con này thì một khúc máy ngang, dạng khoen full xích. Nội địa Nhật như này, made in Japan. Khoen của mình thì khoen rất là nhỏ. Mấy con thích hợp cho mình câu bè thôi. Đó, câu bè lưu lóc lưu chẽm mà dạng lưu cảm giác thôi. Không cứng lắm nha. Nội địa Nhật 1.8 máy ngang. Đó, máy ngang như này. Japan.
cân nặng là 120g, mã số 23, 1,2 triệu ạ. Đây con này 1,2 triệu nha. Mã số 24, 25, 26 thì có 3 con cần cho mình con ngâm lan xê. 24 thì đây có một con cần 3 khúc của Ryobi, hàng Korea này. Con này thì dài là 3m3, cứng 50. Đây, 3m3, cứng 50 nha. Đến cách chép, cao mè thoải mái này. Ao sông hồ dịch vụ nha. Dàn phen Fuji, 3 chân sứ đen, ngọn lớn 3 ly nha. Con này ngọn 3 ly. Anh em có điều kiện là về quét lại cái keo nha. Quét keo cũng được nha, hoặc để về câu cũng được, không ảnh hưởng gì. Đây, tem vàng đầy đủ này. Tay cầm cán mút, phát bằng Fuji DPS. Cần đẹp nha. 3 khúc ạ. Cân nặng con này chỉ có là 340g, mã số 24, giá 750. Đây, 750.000 ạ. 25 thì con cần 2 khúc. Con này thì của Suzumi nha. Con này cần dây trong lên khoen nha. Đây, dây trong lên khoen của Suzumi, 2m7 nha. Đây, 2m7 Suzumi, bản nội địa Nhật Japan. Cộng lên cho mình dàn khoen chân ca này, loại sứ này. Con này độ cứng cần ra cho mình tầm khoảng 50 thôi. Ngọn cần là ngọn 2.6 ly. Đây, ngọn lắc sơn màu xanh nha này. Con này cho mình đánh cá chép, đánh cá mè, cầu cá ngâm lan xe thôi. Tay cầm cán mút, bát vạn Suzumi chính hãng cho mình luôn. Đó, cứng tầm khoảng 50 nha. Cân nặng là 290g, mã số 25, giá 600.000 ạ. Đây, 600 như này. Rồi cuối cùng 26 thì một con cần 2 khúc. Con này thì khoen của mình là khoen xích nọc sống. Con này thương hiệu của mình là dòng Alpha này. Đây, Alpha Tackle nha. Alpha Tackle này dòng Pro Fighter. Dài 2m7, độ cứng 50. Cái ngọn trên này là khoen lá, còn mấy khoen đề ba dưới là khoen full xích nòng sống ba chân này. Đây, cực đẹp nha. Ngọn 2.5 ly, độ cứng 50 thì nó sẽ dạng vừa. Anh em muốn đánh bạo lực á thì lấy tầm khoảng trên 80, còn muốn đánh cảm giác hơn nữa thì mình lấy tầm khoảng 30 thôi. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji. Cần rất đẹp nha. Tập thể thế này. Cân nặng của mình á là được là 290g, mã số 26, giá 1,2 triệu. Đây, 1,2 triệu nha. Cái khoen này hầu như là gần mắc nhất rồi. Nó chỉ khoen thua khoen titan thôi nè. Nó giờ mình chỉ khui thôi titan thôi. Đời mới ạ. Rồi tổng thể sẽ có 26 mẫu cần và 2 con máy. Thì anh em muốn mẫu nào thì mình mã số còn số điện thoại nha. Thì bên em Tết lễ vẫn làm như này, bình thường nha. Hàng đi bình thường ạ. Rồi chúc anh em có một ngày một mùa lễ nha. Đi câu thật nhiều cá, đi chơi thật vui vẻ này với gia đình này. Có nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại lần sau ạ. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành.